Bộ Quốc phòng Rumani đã cho biết tên lửa của Nga bay cách biên giới 35 km Thủ lĩnh Wagner tuyên bố thay đổi chiến lược chiêu mộ chiến binh Kinh khí cầu có giá rất cao, dân Trung Quốc nói Hồ Tích Tiến lại đặt nhầm cửa Hơn 2.000 quân chức Trung Quốc bị điều tra trong năm ngoái, có cáo buộc tội danh chống ông Tập Vị trí mới của bà Lâm Trị Nguyệt Nga được cho là bị chính quyền Bắc Kinh bỏ rơi Hàng chục bác sĩ quân y hàng đầu dính líu đến thu hoạch nội tạng cưỡng bức qua đời phòng Rumani đã cho biết tên lửa của Nga bay cách biên giới 35 km. Bộ Quốc phòng Rumani đã công bố chi tiết vụ việc liên quan đến một tên lửa của Nga bay gần biên giới Rumani vào hôm thứ Sáu. Theo G4media.ro của Rumani, Bộ Quốc phòng nước này đã cho biết trong một tuyên bố rằng hệ thống giám sát trên không của lực lượng không quân Rumani đã phát hiện vào hôm thứ Sáu ngày 10 tháng 2, một mục tiêu trên không được phóng từ một tàu của Liên bang Nga ở Biển Đen gần bán đảo Crimea. Rất có thể đó là một tên lửa hành trình đã bay vòng trong không phận của Ukraine, Cộng hòa Moldova và quay trở lại không phận của Ukraine mà không đi qua không phận của Romania. Cần lưu ý rằng, điểm gần nhất trên quỹ đạo của mục tiêu với không phận Romania đã được các hệ thống radar ghi lại, cho thấy nó cách biên giới của Romania chỉ khoảng 35 km về phía đông bắc. Thông báo còn cho biết, Romania đã áp dụng tất cả các quy trình tiêu chuẩn kể từ thời điểm mục tiêu được xác định cho đến khi tình hình được làm rõ hoàn toàn. Ngoài ra, vào lúc 10 giờ 38 phút sáng, hai chiếc MiG-21 Lancer của lực lượng phòng không quân đội Rumani do NATO lãnh đạo đang thực hiện chuyến bay huấn luyện đã được chuyển hướng đến phía bắc của Rumani để thực hiện phản ứng. Theo báo cáo của Ukraine Form của Ukraine, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang của nước này Valery Jaluzhani đã cho biết hôm thứ Sáu, hai tên lửa hành trình caliber của Nga đã vượt qua biên giới Ukraine với Cộng hòa Moldova và tiến vào không phận của Romania sau đó họ lại tiến vào không phận của Ukraine tại điểm giao cắt biên giới của ba quốc gia. Theo ông Zaluz Honey, các tên lửa được phóng từ Biển Đen. Chuyển sang một diễn biến khác, thủ lĩnh Wagner tuyên bố thay đổi chiến lược chiêu mộ chiến binh. Tập đoàn linh đánh thuê Wagner của Nga sẽ phải tìm kiếm giải pháp khác để chiêu mộ chiến binh sau khi chương trình tuyển dụng ở các nhà tù Nga chấm dứt. Thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, đã nói vào ngày 9 tháng 2, rằng chúng tôi đã dừng hoàn toàn việc chiêu mộ tù nhân vào hàng ngũ lính đánh thuê Wagner. Những tù nhân đang làm việc cho chúng tôi sẽ hoàn thành nốt nghĩa vụ của họ. Ông Prigozhin không nêu lý do dẫn tới quyết định này. Theo truyền thông Mỹ CNN, số lượng tù nhân Nga giảm đáng kể hoặc Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã có can thiệp. Hay là việc tuyển dụng ảnh hưởng lớn đến tài chính của Wagner có thể là các nguyên nhân khiến cho ông Prigozhin đưa ra quyết định này. Sau khi có khoảng 40.000 cho đến 50.000 tù nhân đăng ký gia nhập lực lượng đánh thuê Wagner từ các nhà tù trên khắp nước Nga, số lượng tù nhân tình nguyện tham gia chiến đấu có thể đã không còn đủ để Wagner có thể duy trì việc chiêu mộ. Vào tháng trước, ông Prigozhin đã nói, nhóm cựu tù nhân đầu tiên tham gia chiến đấu ở Ukraine với tư cách tình nguyện viên đã hoàn thành hợp đồng 6 tháng và được ân xá. Ông Prigozhin nói thêm rằng, những tù nhân gia nhập tập đoàn đánh thuê nhận khoản thù lao ít hơn các thành viên khác. Truyền thông Mỹ CNN nhận định, với việc không còn tuyển dụng nguồn nhân lực từ hệ thống nhà tù ở nước Nga, lực lượng đánh thuê Wagner có thể sẽ thay đổi chiến lược trong giao tranh ở Ukraine, thay vì phụ thuộc vào số lượng trong các cuộc tiến công như hiện nay. Lực lượng đánh thuê Wagner của Nga được thành lập vào năm 2014. Đến năm 2022, đã có khoảng 8.000 chiến binh. Sau khi Wagner áp dụng chương trình chiêu mộ tù nhân, quân số của lực lượng này đã tăng lên tới 50.000 người. Theo người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby nhận định vào tháng 12 năm 2022. Tiếp theo chương trình là phần tin tức đáng chú ý liên quan đến Trung Quốc. Khinh khí cầu có giá rất cao, dân Trung Quốc nói Hồ Tích Tiến lại đặt nhầm cửa. Thưa quý vị, gần đây khinh khí cầu của Trung Quốc đã bị tên lửa của quân đội Hoa Kỳ bắn hạ. Cựu tổng biên tập của tờ thời báo Hoàn Cầu của chính quyền Trung Quốc, Hồ Tích Tiến, cùng với các tiểu phấn hồng của chính quyền Bắc Kinh còn khen ngợi và nói rằng Khinh khí cầu đã làm tiêu hao một tên lửa đắt tiền của quân đội Hoa Kỳ, thật đáng giá. Nhưng một số cư dân mạng đã cho rằng bản thân khinh khí cầu này đã có giá ít nhất 7 triệu nhân dân tệ. Cư dân mạng Trung Quốc đại lục cho biết, vào tháng 9 năm 2022, một thông báo đấu thầu của một viện nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Trung Quốc tiết lộ rằng, bản thân loại khinh khí cầu tầng bình lưu này trị giá 3,16 triệu nhân dân tệ, cộng với khí heli chứa đầy bên trong, tổng giá trị vượt quá 7 triệu nhân dân tệ. Một cư dân mạng khác ở Quảng Đông thì tiết lộ rằng hơn 90% khí heli được nhập khẩu và giá của khí heli hiện tại là hơn 400 nhân dân tệ mỗi mét khối. Đối với công ty lưu trữ heli, việc vận chuyển thủ công cộng với thuế sẽ khiến cho giá mua cao hơn nhiều so với mức 400 nhân dân tệ. Đây mới chỉ là chi phí của khí heli nhẹ và chi phí sản xuất khinh khí cầu ít nhất là 15 triệu nhân dân tệ. Theo ước tính của cư dân mạng này, chi phí cho khinh khí cầu khổng lồ của Trung Quốc có thể lên tới 18,16 triệu nhân dân tệ. Một cư dân mạng Thượng Hải thì cho biết, một số chuyên gia nói rằng tấm pin mặt trời này đắt hơn nhiều so với những tấm pin thông thường. Theo tờ Shadow vào ngày 4 tháng 2, Hồ Tích Tiến đã đăng trên Weibo của mình như sau. Đối với cư dân mạng Trung Quốc mà nói, chi phí của khinh khí cầu lưu lạc này không cao, hơn nữa nó đã mất khống chế, cho mọi người niềm vui nho nhỏ, coi như hòa vốn cư dân mạng ngay lập tức chế diễu hồ tích tiến lại đặt nhầm cửa rồi. vào thời điểm đó một số cư dân mạng đã chế diễu dưới bài đăng của ông hồ. tinh thần của a quy được thể hiện đầy đủ trong lão hồ. a quy là nhân vật nổi tiếng trong văn học trung quốc luôn tự an ủi và tìm ra các lý do tự thuyết phục bản thân khi gặp khó khăn hoặc thất bại. người khác thì nói bị quân đội hoa kỳ bắn hạ nhưng lão hồ vẫn có thể nói rằng đã thắng. tóm lại chúng ta đã thắng tiếp tục liên quan đến nội tình Trung Quốc. Hơn 2.000 quan chức Trung Quốc bị điều tra trong năm ngoái có cáo buộc tội danh chống ông Tập. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc gần đây đã báo cáo rằng hơn 2.300 quan chức kiểm tra và giám sát kỷ luật đã bị điều tra và truy tố vào năm ngoái 2022. Và một số quan chức kiểm tra kỷ luật bị sa thải đã được thông báo liên quan đến tội danh bôi nhọ ác ý lãnh đạo đảng và nhà nước. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng đây hẳn là liên quan đến việc chống ông Tập. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc vào ngày 7 tháng 2 vừa qua đã đưa tin, trong năm 2022, các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật quốc gia đã lập hồ sơ hơn 2.200 trường hợp cán bộ kiểm tra, giám sát kỷ luật và xử lý hơn 2.300 người. Theo truyền thông Trung Quốc, những người bị xử lý bởi hệ thống kiểm tra và giám sát kỷ luật được gọi là góc khuất hay góc đen tối, chỉ các hoạt động bất hợp pháp trong các cơ quan chống tội phạm và giặc nội xâm của hệ thống kiểm tra kỷ luật. Điều đáng chú ý là trong số giặc nội xâm của hệ thống kiểm tra kỷ luật này có cả những quan chức bị tình nghi chống ông tập. Vào ngày 8 tháng 1 năm ngoái, tờ Tân Hoa xã, kênh truyền thông chính thức của chính quyền Bắc Kinh đã cho biết, Ủy ban kiểm tra và giám sát kỷ luật tỉnh Hắc Long Giang đã thông báo rằng Ngụy Bân, cựu phó trưởng đoàn thanh tra tỉnh Hắc Long Giang đang bị xem xét và điều tra. Ngụy Bân đã bị thông báo khai trừ khỏi đảng vào ngày 5 tháng 11 năm ngoái. Trong số hàng loạt cáo buộc của ông này đã xuất hiện tội danh hiếm hoi là bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước. Ngụy Bân cũng bị cáo buộc đã đi chạch khỏi hai duy trì. Hai duy trì ám chỉ duy trì vị trí cốt lõi của Tập Cận Bình và duy trì sự lãnh đạo tập trung thống nhất và quyền lực của chính quyền Trung ương. Ngoài ra ông này còn từng chỉ trích công tác chống tham nhũng. Nhà bình luận Thạch Xuyên Vân đã viết trên Shadow Pope vào tháng 12 năm ngoái rằng kể từ khi ông Tập lên nắm quyền tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 18, ông này đã tống một số lượng lớn quan chức vào tù với danh nghĩa chống tham nhũng. Ngụy Bân đã phản đối việc chống tham nhũng, tức là phản đối hai duy trì và phản đối chính Tập Cận Bình. Theo thông tin được công khai, Ngụy Bân công tác tại tỉnh ủy Hắc Long Giang sau khi tốt nghiệp đại học. Tháng 10 năm 2009, ông này được điều động về đoàn thanh tra tỉnh ủy, giữ chức phó ủy viên ủy ban thanh tra cấp sở và nghỉ hưu vào tháng 5 năm 2017. Ông Thạch Xuyên Vân nói rằng Ngụy Bân đã làm việc trong tỉnh ủy Hắc Long Giang trong nhiều năm. Ông ta có thể có người chống lưng trong tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương, nhưng đã không biết đó là ai. Sau đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, vụ án chống tập đã bị chính quyền lật tẩy. Điều này đã cho thấy chế độ Trung Quốc đang nguy cơ tứ bề và có một mối đe dọa tiềm ẩn đối với Tập Cận Bình trong nội bộ chính quyền Trung Quốc. Ông Viên Hồng Băng, một học giả sống ở Úc, nói với tờ Tai Chi Yuan vào ngày 8 tháng 2 vừa qua rằng có nhiều quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc không hài lòng với ông Tập Cận Bình. Ông Tập vốn sử dụng hệ thống đặc nhiệm và cảnh vệ siêu hiện đại kết hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia thông qua công nghệ cao để thực hiện giám sát chặt chẽ các quan chức trong chính quyền. Ông Vương Hách, một chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, cũng nói với tờ Tai Chi Yuan vào ngày 9 tháng 2 rằng ông Tập đã chống tham nhũng trong nhiều năm kể từ khi ông này lên nắm quyền, nhưng ngay cả Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan đi đầu trong chống tham nhũng, cũng không đáng tin cậy. Giờ đây, bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đã thay thế Thành Lý Hy, một người trong phe ông Tập. Các nhà chức trách đã đưa ra tín hiệu để sàng lọc độ tin cậy của đội ngũ Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Chuyển sang phần tin khác liên quan đến Trung Quốc. Vị trí mới của bà Lâm Trị Nguyệt Nga được cho là bị chính quyền Bắc Kinh bỏ rơi sau khi cựu đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga Hai Carrie Lâm từ chức. Tin tức mới nhất đã cho thấy bà bắt đầu giữ chức chủ tịch danh dự phòng thương mại Hồng Kông tại tỉnh Giang Tô. Theo phân tích, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không vào được hội nghị hiệp thương chính trị, gọi tắt là hội nghị hiệp thương, vì chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bỏ rơi bà sau khi không cần dùng tới nữa. Vào ngày 9 tháng 2, Nhật báo Nam Kinh đưa tin, rằng hội nghị xúc tiến phát triển chất lượng cao của Nam Kinh và mở rộng ngành dịch vụ Hồng Kông Ma Cao được tổ chức tại Hồng Kông vào ngày 8 tháng 2. Bà Carrie Lâm, đặc khu trưởng thứ 5 của đặc khu hành chính Hồng Kông và chủ tịch danh dự của phòng thương mại Hồng Kông tại tỉnh Giang Tô, đã tham dự cuộc họp. Chủ tịch danh dự của phòng thương mại Hồng Kông tại tỉnh Giang Tô là thân phận mới sau khi bà Carrie Lâm từ chức đặc khu trưởng Hồng Kông. Cuộc điều tra của phóng viên đã cho thấy Tần Hoa Xã, cơ quan ngôn luận của chính quyền Trung Quốc, đã không đề cập đến tên và chức vụ của bà Carrie Lâm khi đưa tin về cuộc họp ngày 8 tháng 2. Vào tháng 1 năm nay, Ủy ban Thường vụ Hội nghị Hiệp thương đã thông qua danh sách Ủy viên Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương khóa 14. Nhưng bà Carrie Lâm bất ngờ không có tên trong danh sách này. Về vấn đề này, ông Lưu Duệ Thiệu, một nhà bình luận thời sự, đã phân tích với Đài Á Châu Tự Do rằng thông thường sau khi đặc khu trưởng từ chức, Người đó sẽ trở thành phó chủ tịch hội nghị hiệp thương, nhưng thành tích của bà Lâm trong 5 năm tại vị rất mờ nhạt và gây ra nhiều bất mãn. Nhà bình luận chính trị Lý Lâm Nhất thì nói vào ngày 10 tháng 2, rằng đó là sự sỉ nhục lớn nhất đối với bà Lâm khi không được tham gia hội nghị hiệp thương sau khi bà từ chức đặc khu trưởng Hồng Kông. Vị trí chủ tịch danh dự của Phòng Thương mại Hồng Kông tại tỉnh Giang Tô thực chất là một vị trí bán chính thức. Tên đầy đủ của Phòng Thương mại Hồng Kông tại tỉnh Giang Tô chính là Hiệp hội Dịch vụ Doanh nghiệp Đầu tư Hồng Kông Giang Tô, được thành lập tại Nam Kinh vào năm 2012. Ông Trương Vệ Quốc, khi đó là phó tỉnh trưởng của tỉnh Giang Tô, đã cho biết tại cuộc họp khai mạc rằng Hồng Kông luôn là nguồn đầu tư bên ngoài lớn nhất vào Giang Tô. Nhà bình luận thời sự Nhạc Sơn thì cho biết vào ngày 10 tháng 2 rằng thân phận mới này của bà Carrie Lâm là một vị trí xã hội, chứ không phải là một vị trí liên quan đến Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc hay là Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã loại bỏ bà ấy sau khi không còn giá trị lợi dụng và sẽ không còn được gia nhập thể chế. Phòng thương mại Hồng Kông tại tỉnh Giang Tô chủ yếu được sử dụng để liên lạc giữa chính quyền Giang Tô và các doanh nhân Hồng Kông và nó thuộc về phạm vi ngoài mặt trận thống nhất của chính quyền Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc hiện đang nhấn mạnh sự cần thiết phải hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân để thu hút vốn nước ngoài, bao gồm cả vốn từ Hồng Kông, Chính quyền Bắc Kinh cần tìm người đóng vai trò thu hút các doanh nhân Hồng Kông, và bà Carrie Lam là một trong số những người có thể dùng được ở phương diện này. Nhà bình luận chính trị Lý Lâm Nhất đã nói rằng thay chính quyền Trung Quốc bán mạng, không chỉ bị Hoa Kỳ trừng phạt mà cuối cùng còn bị kết cục như thế này. Tôi đoán lần này trải nghiệm của bản thân bà Carrie Lam sẽ sâu sắc hơn. Nhà bình luận thời sự Nhạc Sơn thì tin tưởng rằng việc bà Carrie Lam đảm nhận vị trí chủ tịch danh dự của Phòng Thương mại Hồng Kông tại tỉnh Giang Tô có thể được coi là thúc đẩy chính sách một quốc gia hai chế độ của chính quyền Bắc Kinh và kéo các doanh nhân Hồng Kông vào cuộc thay máu kinh tế của Trung Quốc. Nhưng bà ấy lại mang tiếng xấu trong giới Hồng Kông. Tôi tin rằng bà ấy sẽ không khởi được tác dụng. Ngược lại, những người biết sự thật về Hồng Kông sẽ nghĩ rằng chính bà Carrie Lâm là một trong những biểu tượng của chính quyền Bắc Kinh trong việc xé nát một quốc gia hai chế độ. Ông Nhạc Sơn khẳng định. Phần cuối chương trình là những thông tin thu thập được về nội tình dịch bệnh Trung Quốc. Hàng chục bác sĩ quân y hàng đầu dính líu đến thu hoạch nội tạng cưỡng bức qua đời. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại ở Trung Quốc, ít nhất 10 bác sĩ quân y hàng đầu của nước này đã qua đời, nhiều người trong số họ là bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng và tất cả đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Danh sách này bao gồm một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng bị nghi ngờ có tham gia vào hoạt động thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Những vị bác sĩ quá cố này gia nhập vào một danh sách rất dài gồm toàn các đảng viên nổi bật trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tử vong sau khi chính quyền Bắc Kinh đột ngột đảo ngược chính sách zero covid nghiêm ngặt hồi tháng 12 năm ngoái. Một danh sách cáo phó dài trong quân đội. Các bản cáo phó được công bố công khai đã cho thấy ít nhất 10 bác sĩ quân y hàng đầu của Trung Quốc đã qua đời trong khoảng thời gian chỉ từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 1 năm 2023. Vào hôm 27 tháng 1 ông Ngô Tông Giao là giáo sư tại khoa phục hồi chức năng tại Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Quân Y, đã qua đời ở tuổi 89. Ông Ngô là người đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu về khoa học và công nghệ. Ông được miêu tả trong cáo phó là một đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hôm 25 tháng 1, ông Quách Thủ Nhất, giáo sư y học của khoa hàng không vũ trụ tại Đại học Y Không quân Trung Quốc, qua đời ở tuổi 90 ông Quách là phó trưởng ban y học khúc xạ trong hội đồng chuyên môn về nhãn khoa của quân đội Trung Quốc. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu của quân đội và chính quyền Trung Quốc. Hôm 16 tháng 1, ông Lý Vũ Quang, cựu binh Hồng quân và bác sĩ phẫu thuật quân y, qua đời ở tuổi 101. Ông Lý là giám đốc bệnh viện số 21 của quân đội Trung Quốc và phó giám đốc hậu cần của quân khu Hắc Long Giang. Hôm 18 tháng 1, Bà Nhậm Quế Lan, vợ của Trung tướng Trung Quốc Lương Hưng Sơ, qua đời ở tuổi 93. Bà Nhậm từng là bác sĩ phẫu thuật quân y và là tác giả của một cuốn sách về lịch sử quân sự. Hôm 27 tháng 12, ông Phó Kim Hòa, một bác sĩ phẫu thuật quân y và là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, qua đời ở tuổi 86. Ông Phó từng là bác sĩ phẫu thuật quân y và là phó giám đốc bệnh viện chữ thập đỏ Đồng Hương Đài Loan ở huyện Tương Sơn, tỉnh Chiết Giang. Cùng các bác sĩ quân y khác như Trương Nghi Tuấn, Hầu Tư Lý, Vương Thành Kỳ, Bạch Đào. Ông Lê Giới Thọ, bác sĩ phẫu thuật quân đội tham gia vào thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Hôm 30 tháng 1 năm 2023, ông Lê Giới Thọ, đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc và là thành viên của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, cựu phó viện trưởng Bệnh viện Đa khoa Nam Kinh, đồng thời là giáo sư tại Đại học Nam Kinh, đã qua đời sau khi điều trị y tế không hiệu quả, hưởng thọ 98 tuổi. Lê Giới Thọ và Bệnh viện Đa khoa Nam Kinh nằm trong danh sách các bác sĩ và cơ sở của Trung Quốc bị cáo buộc là có liên quan đến nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Danh sách do Tổ chức Quốc tế điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công công bố vào năm 2014, bao gồm hơn 2.000 nhân viên y tế trong các bệnh viện của quân đội và công an của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Lê xuất thân từ một gia đình có truyền thống y học. Các anh trai của ông này, cả hai đều đã qua đời, cũng là bác sĩ quân y ngoại khoa em trai của ông, ông Lê Lỗi Thạch, được biết đến là người khởi xướng cái ghép thận ở Trung Quốc và đã bị nghi ngờ tham gia vào một số lượng lớn các ca phẫu thuật thu hoạch nội tạng cưỡng bức. Vào năm 2010, ông Lê Lỗi Thạch đã nhảy lầu tự tử. Ngoài ra một bài điếu văn đăng trên mạng xã hội của Trung Quốc dành cho ông Cao Chiêm Tường, cựu Thứ trưởng Bộ Văn hóa, đã minh chứng cho điều này. Ông Cao đã qua đời vào hôm ngày 9 tháng 12 ở tuổi 87. Điếu văn viết rằng, trong nhiều năm qua, ông Cao Chiêm Tường đã kiên cường chiến đấu với bệnh tật, ông đã thay thế rất nhiều cơ quan nội tạng trong cơ thể của mình, ông còn nói đùa rằng nhiều bộ phận không phải là của mình nữa. Tuy nhiên, ham muốn kéo dài tuổi thọ thông qua cấy ghép nội tạng cũng tồn tại những mặt trái. Người nhận nội tạng phải dựa vào thuốc ức chế miễn dịch để chống đào thải nội tạng. Điều đó đã làm cho họ dễ bị nhiễm virus hơn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí cấy ghép tạng số tháng 12 năm 2022 đã cho thấy ở những người nhận ghép tạng rắn viết tắt là SOT bao gồm thận, tim, phổi, gan thì tỷ lệ tử vong do nhiễm covid-19 cao hơn đáng kể so với những người bình thường.